Xin chào quý vị, bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Thành Trì. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về những loại cành của sầu riêng và sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tỉa tạo tán sầu riêng cho hợp lý. Thì với cây sầu riêng thì nó có 3 loại cành chính. Thứ nhất là cành vượt, thứ hai là cành đực và thứ ba là cành mang trái. Thì có những cây sầu riêng chúng ta sẽ tỉa bỏ cành vượt, nhưng có những cây nó bị lép tán thì ta phải dùng cành vượt đó để bù lại cái phần tán bị lép và tạo cành cấp 2 của cành vượt để làm thành cành ăn trái. Và đặc biệt cây sầu riêng thì chúng ta nên để đúng một thân chính, không nên để hai thân hoặc là 3-4 thân. Thì cái này là chia sẻ cá nhân của mình. Thì mọi có vấn đề gì thắc mắc thì chúng ta cùng thảo luận. Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cành vượt, cành đực và cành ăn quả. Đây là cành vượt. Cành vượt là cành chéo một góc 45 độ so với thân chính. Đây là cành vượt. Đây, chéo một góc 45 độ so với thân chính. Thì thường cành vượt nó sẽ bù lại cái phần tán lép này. Đây, đây là phần tán bị lép, nghĩa là không có ra cành ăn quả, gọi là cành mang trái đó. Thì đây là toàn bộ phần lép. Thì cành vượt này nó sẽ là cành cân đối cây, nó sẽ giúp bù lại những cái tán lép. Ví dụ như cành vượt này lên thì đây là cành ăn trái của cành vượt, gọi là cành cấp 2, thì nó sẽ bù lại cái phần tán lép này đó. Thì vì sao là chúng ta có khi mà tán lép thì chúng ta phải dưỡng cái cành vượt này để tạo ra những cành mang trái. Và nếu như những cành vượt nào mà vượt lên mà ép cành mang trái thì chúng ta phải loại bỏ. Sẽ giới thiệu với các bạn cành mang trái như đây. Đây là những cành mang trái. Những cành mang trái này rất hiệu quả vì nó sẽ đi ngang so với thân chính. Còn đây là cành vượt. Đó, thì cành vượt này chúng ta vẫn có thể dưỡng để bù lại cái phần tán lép ở phía trên này. Đây là phần thân chính bị lép tàn, không có cành mang trái ở phía bên này. Cái đây là do thứ nhất là khâu chọn giống. Giống chúng ta không có cành xoay tán hiệu quả. Thì giống này là bị rễ quạt, hoặc là khi chúng ta trồng bị gió, như là bị một cái hướng gió nó tạt làm cho như là lép mất cái phần tán bên này, thì chúng ta phải dùng những cành vượt để bù bổ sung cho nó cân đối cái phần tán bị lép này, tán bị lép này đi. Thì có những trường hợp chúng ta phải bỏ những cành vượt, ví dụ cành vượt này mà nó nằm dưới cái cành mang trái mà cùng hướng với cành mang trái, thì thường nó sẽ ép cái cành mang trái này vóng lên theo. Nếu như cành vượt này ở dưới mà ở trên có cành mang trái rồi thì chúng ta phải loại bỏ, còn nếu không nó sẽ ép cái cành mang trái này lên theo cái hướng vượt thì sẽ không hiệu quả, và toàn bộ các cành khi mà ra ở trên nó sẽ trở thành cành vượt. Thì chúng ta phải tỉa cành từ khi cây còn nhỏ để cây có một bộ tán hiệu quả. Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn biết cành nào là cành đực. Thì cành đực là những cành từ thân chính mọc ra nhưng mà bị lõm. Đây là vết lõm. Vết lõm này khi mà cành đực này mà mang trái thì sẽ không hiệu quả. Ở chỗ là nếu như mà mang trái thì cái lõm này nó sẽ không chống được. Vì cành ăn á, cành ăn là những cành mà cái này nó đầy, nó không có vết lõm. Thì khi mà mang trái nó mới đỡ được trái. Vì trái nặng quá nó không, giống như không có cái khuỷu để chống như là khuỷu tay mình chống, thì nó sẽ mất lực. Khi chúng ta giơ cánh tay thẳng cái này chúng ta xách thì sẽ bị quỵt xuống. Nhưng khi mà nó có cái sức chống thì giống như cái tay ta chống chéo một góc lên thì nó sẽ có lực. Thì đây là cành đực và đây là cành mang trái. Thì hai cành này khác hoàn toàn nhau. Khi mà thằng đực này mà nếu như ra trái thì nó sẽ bị quỵt xuống như thế này. Đó, nó vọng xuống. Còn cành mang trái thì nó sẽ hạn chế được cái việc quằn cái cành
Đó, cho nên là chúng ta phải tỉa. Và cái lý do tỉa thì khi mà những cành đực hoặc những cành mà không hiệu quả thì cây nó sẽ tự triệt tiêu. Giống như đây là cành đực đã bị khô, cành đực này đã bị khô. Đó, hoặc là những cành đực này đây, đang còn tươi nhưng mà nó sẽ teo dần, nó loại bỏ. Thì chúng ta nên tỉa sớm, tỉa từ ban đầu để cho cây nó dồn sức vào những cái cành mang trái. Thì cành mang trái chúng ta sẽ nhanh to và chúng ta sẽ nhanh để được trái. Và đặc biệt ở cây sầu riêng này thì nó bị lên hai thân chính. Lý do là ngày xưa là nó bị gãy ngọn, hoặc là một cành vượt vượt lên trở thành một thân chính. Thì ở đây là hai thân chính. Thì khi mà sau này ở hai thân chính này mà chúng ta để thì nó sẽ gió nó sẽ xé cái phần chặng ba, phần chặng ba nó sẽ xé. Đó, nếu như mà chúng ta không nẹp lại thì sẽ không hiệu quả. Và đồng thời một cái cây mà quá nhiều thân thì sâu bệnh hại sẽ tấn công và chúng ta sẽ không quản lý tốt. Cho nên là tôi khuyên các bạn nên để đúng một thân đối với cây sầu riêng thì cái việc xoay tán chỉnh tán sẽ rất dễ và cây sẽ cân đối rất là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn tỉa và để tầng như thế nào cho hiệu quả.